Hi, xin chào các bạn. Hôm nay là ngày rằm tháng giêng, mình cùng gia đình có đến ngôi chùa Tân Thành ở quận 12 dự lễ. Ngôi chùa rất trang nghiêm và đãi nhiều món ăn thật là ngon. Bây giờ mình chia sẻ vài hình ảnh cho cả nhà cùng xem chùa Tân Thành quận 12 nhé. Chùa Tân Thành tọa lạc ở hẻm 412 đường Nguyễn Văn Quá, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Đây là cổng tam quan của chùa. Đôi dòng lịch sử về chùa Tân Thành. Chùa Tân Thành thành lập năm 1918 do Hòa Thượng Thích Chơn Không sáng lập hệ phái Bắc Tông. Vừa bước vào chùa, trước mặt mình là một tôn tượng của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, tay cầm bình nước cam lồ tưới mát để cứu độ chúng sinh. Chùa Tân Thành gồm có 3 gian thờ. Gian thứ nhất là thờ Quán Thế Âm Bồ Tát. Gian chính giữa là thờ Thiên Thủ Thiên Nhãn Bồ Tát và Tổ sư Khai Sơn Tạo Tự chùa. Và đây là gian cuối cùng thờ Bồ Tát Chuẩn Đời, hai tay đang bắt ấn. Bồ Tát Chuẩn Đời là vị thần hóa độ chúng sinh, ban cho con người được khỏe mạnh, bình an, hóa trừ bệnh tật. Ngài cũng chính là hóa thân của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn. Bồ Tát Chuẩn Đời, một trong 6 vị Quan Âm của Phật giáo. Khi ghé thăm các ngôi chùa của Phật giáo trong nước cũng như thế giới, chúng ta đều thấy tượng và tranh ảnh của vị này. Và kế tiếp là cung của Ngọc Hoàng Thượng Đế và Diêu Trì Kim Thánh Mẫu. Ngọc Hoàng Thượng Đế cũng gọi là Ngọc Hoàng Đại Đế hay gọi là Ngọc Hoàng, Ngọc Đế là những danh hiệu nói đến vị vua tối cao của bầu trời, là chủ của vạn vật trong quan niệm tín ngưỡng của đạo giáo tại Trung Quốc, Việt Nam hay là Triều Tiên. Ngồi kế bên là Diêu Trì Kim Mẫu. Kim Mẫu là nơi nói tắt của danh hiệu Kim Bàn Phật Mẫu, nghĩa là Đức Phật Mẫu chưởng quản Kim Bàn nơi Diêu Trì Cung. Kim Bàn hay Kim Bồn là nơi Đức Phật Mẫu chứa các nguyên chất để tạo ra chân thần cho vạn linh. Và đằng sau là một khuôn viên rất là rộng, trồng rất nhiều cây xanh và hoa. Chính giữa là tôn tượng của Đức Đương Lai Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật với 6 đứa trẻ đang nô đùa giỡn. Phía bên tay phải là miếu của năm bà Ngũ Hành Nương Nương. Mỗi đức bà đều có màu riêng biệt. Thủy bà áo đen, kim bà áo trắng, hỏa bà áo đỏ, thổ bà áo vàng và mộc bà là áo xanh. Lễ vía bà là ngày 19 tháng 3 âm lịch hàng năm. Đây là miếu Tam Thánh Đế Quân, hai vị đứng hai bên là Châu Sương và Quang Bình. Người đứng chính giữa là Quang Thánh Đế Quân, có tự là Trường Sinh, tên thật là Quang Vũ, sau đổi thành là Quang Vân Trường. Ông là người góp công lớn, giúp Lưu Bị thành lập nhà Thục Hán.
Ở lầu trên cao là nơi chánh điện thờ tôn tượng Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Hai bên là Ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát và Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Các sư thầy đang tụng kinh Dược Sư để cầu bình an cho gia đạo của các Phật tử. Và bây giờ là tới giờ dùng cơm. Rất đông các Phật tử và khách thập phương đến dùng cơm chay tại chùa Tân Thành. Chùa thường đãi vào những dịp Tết Nguyên Đán, những ngày rằm lớn trong năm hay là những ngày giỗ tổ. Với các món ăn thật là phong phú và đa dạng, nào là kiểm, xôi, gỏi cuốn, mắm thái, canh chua, canh khổ qua, đậu hũ kho, vân vân. Khi đến chùa, những bà con, Phật tử và khách thập phương không ai quen biết nhau. Nhưng khi ngồi vào chung bàn ăn thì ai cũng đều vui tươi, hoan hỷ, nói chuyện vui vẻ như là những người thân trong gia đình vậy. Bởi vậy, mỗi dịp rằm lớn hoặc là những ngày lễ, Hoàng Chinh rất thích đi chùa để dùng cơm chay. Đến với những nơi này, tâm của chúng ta thật là bình an và thanh tịnh, không còn những việc lo toan xô bồ như ở ngoài đời nữa. Chúc quý vị xem video thật là vui vẻ và hạnh phúc. Nếu thấy hay và vui, nhớ like và chia sẻ cho Hoàng Chinh nha. Một lần nữa, Hoàng Chinh xin chào và hẹn gặp lại. Chúc cả nhà thật sự vui vẻ, hạnh phúc và thân tâm thường lạc. Nam Mô A Di Đà Phật.